Xin chào anh chị nhé. Hiện tại tôi đang đứng ở đây thuộc ấp suối Gia, xã Tân Hưng, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ạ. Cái mảnh đất anh chị đang xem ở đây là chúng tôi đang xin cái chủ trương làm trại heo cho cái đơn vị chăn nuôi ở đây ạ. Và hôm nay người ta đang khoan cái giếng công nghiệp này. Đó, thấy không? Ở đây người ta khoan này. Đó, thấy chưa? Toàn bộ khu vực này luôn nhé. Chúng tôi là xin làm hai chủ trương cho trại heo, hai chủ trương cho trại heo. Đó. Đất này thì đằng sau nó có suối. Đằng sau nó có suối này. Đó. Ở trước thì là đường liên huyện, đường liên huyện đi thẳng vào đường cao tốc tạo lực Bình Dương Bình Phước ấy anh chị ạ. Đấy. Hôm nay thì theo đề nghị của chủ đất á, thì hôm nay tôi mời cái đơn vị người ta vào khảo sát để làm cái chủ trương. Hiện đây thì tôi chia sẻ một đoạn video tới anh chị. Thì công ty chúng tôi thì xin các loại chủ trương về chăn nuôi, về xây dựng, về dự án 1500, nghĩa là dự án 1500 là dự án phân lô bán nền anh chị ạ. Rồi dự án chăn nuôi, trang trại đó. Rồi dự án cầu đường, vân vân, đủ thứ. Đó. Vậy nha. Thì anh chị nào có nhu cầu xin chủ trương á thì liên hệ cho công ty chúng tôi thông qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhá. Cảm ơn chị đã xem video và nhớ ấn chuông, đăng ký kênh của CBT Land để nhận được những cái thông tin mới từ chúng tôi nhé. Xin cảm ơn.